Sáng ngày 11 tháng 1, công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hoài Châu, sinh năm 1977, trú tại tổ 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, sau khi đi nhậu về, Châu đến nhà cha ruột tại tổ 4, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà để tìm vợ con. Thế Châu say xỉn nên cha của Châu đuổi Châu về nhà, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn được mọi người khuyên can châu bỏ đi. Đến chiều cùng ngày, khi thấy cha mình đang ngồi trước sân nhà thì châu cầm dao xong đến cửa nhiều nhát vào cổ, bàn tay cha ruột gây thương tích. Qua giám định, cơ quan công an xác định tỷ lệ thương tật của nạn nhân là 12%. Được biết, Nguyễn Hoài Châu vừa mới ra tù về tội giết người, chưa được xóa án tích. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, nhưng châu đã có hành vi cố ý gây thương tích cho cha ruột của mình. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Hương Trà tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.